chào các bạn đến kênh Xem Cách 24 giờ. Tổng hợp các trào lưu độ xe ngày xưa nhưng nay ít người chơi. Từng có những trào lưu độ xe vô cùng hot là ao ước của rất nhiều người, và cho đến thời điểm hiện nay nó đã không còn áp dụng bởi đã bị lỗi thời so với mặt bằng chung. Cùng chúng tôi nhìn lại thời gian hoàng kim của những trào lưu đó nhé. Đèn mắt cú. Phong cách này ra mắt từ rất lâu và được áp dụng trên các dòng như FF, Novo. Nhưng đỉnh cao của phong trào này chính là cái Exciter 150 xuất hiện. Độ thay phong cách này đem đến cái độ ngầu cho con xe của bạn, đặc biệt là dàn đèn được bật vào đêm. Tuy nhiên phong trào này cũng đã bị dần từ chối bởi dây điện cắt chế được quá nhiều, tuổi thọ sản phẩm là không cao và làm mất đi nét đẹp nguyên bản. Đèn gầm xe. Phong trào này còn lâu. Cái phong trào này thì còn lâu đời hơn các đèn mắt cú nữa. Ngày xưa, mỗi lần bật lên những cái dòng mắt độ thì kéo dài cho đến thời gian là quay rim lẫn Novo, tạo ra cho chiếc xe của bạn không khác gì một cái quán bar di động phù hợp cho những cuộc đi bão về đêm để cổ vũ mỗi khi Việt Nam vô địch. Nhưng dần dần cũng đã bị khai tử bởi quá là màu mè, cải lương và dễ bể đèn khi chúng ta lên dốc cao. Quốc đích cho xe cao và chế mũ. Hai phong trào này gần như là đi song song với nhau, khiến chiếc xe của chúng ta như một cái chiếc phần cơ lớn khi hội đủ hai yếu tố là đuôi xe quốc cao, dàn chân, dàn áo và hầm hố. Nó bật cái phong trào này là từ năm 2010 đến 2017, rồi cũng nhanh bị lãng quên và dần hiện nay là ít ai dọn phong cách này bởi làm cho xe thay đổi trọng tâm, xe khó vận hành, cảm giác lái không được tốt lắm. Dàn áo lại cứ nặng nề, chi phí sơn lại cao nữa, vân vân. Sacha 110 đột ngất ngay với cái dàn di động bạc chịu, dẫn đầu những cái sức mạnh ở phân khúc là Hybrid Underbone 150 hiện nay. Có thể nói cái chiếc Sacha 110 đang là một cái dòng con tay làm điên đảo những người đam mê tốc độ cỡ nhỏ. Chiếc xe còn là tâm điểm của những tay chơi thích dọn chuyển, và khi ra đời hàng loạt những bản nâng cấp không chỉ đẹp, độc, đỉnh mà chiếc xe độ này còn đem lại cái phần hiệu năng sử dụng rất cao. Lược bỏ đi một cái bộ chìa khóa cơ nguyên bản, người chủ đã nâng tầm chiếc xe yêu của mình khi trang bị ổ khóa smart key nhằm đem lại tính an toàn tốt hơn, chống trộm cướp, và đi kèm với đó là một số chức năng phụ cần thiết trong cái chiếc xe trong quá trình sử dụng hàng ngày như tìm xe trong bãi đổ, khóa xe từ xa để tiện lợi. Nếu như những tay chơi khác hướng tới cái ốc titan thường lựa chọn cái tông màu xanh, tím, vàng vân, thì ở bản độ này người chủ giữ nguyên cái màu trắng nguyên bản cho chiếc xe thêm phần sang trọng, không quá sặc sỡ, khoét rộng hơn cái phần bẩn ở bên trái để chiếc xe lắp được cây chịu lực matrix kẹp sườn với 16 nút chỉnh nặng nhẹ để chống sàn nắp đầu xe ở độ cao. Sử dụng trên mình cái cụm tay con Tiếp Em, một món đồ chơi đến từ hiệu Domino, được anh em chơi xe kỹ hiện nay là vô cùng ưa chuộng bởi mức giá thành không tới 3 triệu đồng, nhưng được trang bị rất nhiều phần hiệu năng phụ cho người sở hữu nó. Cái phần đầu tay con để chống chày có thể người chủ đã bọc bên ngoài một lớp cao su. Đây là một cái phương pháp rất tốt để sản phẩm đẹp mãi với thời gian mà không làm mất thẩm mỹ của xe. Còn đây là những góc ảnh của bộ cụm thắng Rainbow Asset đi cùng với có combo miếng gì của gia đình Domino, bao gồm cái cụm on up, cụm tăng tốc, đem lại cái tính năng ưu việt cho chiếc xe mà một cái chiếc xe sim không bao giờ có được. Hệ thống treo sau ví dụ cho mình là phục hoa lim và dầu rời để tăng thêm cái sự nổi bật cho chiếc xe. Phần nhựa nhám của chiếc xe và vài chi tiết được tháo bỏ hết hoàn toàn để chiếc xe thêm chút gọn gàng hơn và sử dụng rất nhiều chi tiết đồ chơi. Hai thở được ứng dụng bằng một cái bộ tăng STB được khò nóng độ cao lên màu trông rất ấn tượng, và cái điểm nhấn màu sắc toàn bộ phần dàn áo đen của chiếc xe. Dàn chân được hạ xuống bánh trăm cho chiếc xe có một cái trọng lượng nhẹ hơn, linh hoạt hơn di chuyển ở trong thành phố. Và giá của chiếc Sacha F150 2009 hiện nay rơi vào tầm 55 triệu đồng, dao động theo từng màu sắc và chu động thế ra biển số. Cảm ơn các bạn hãy giờ clip này để tiếp nhớ like, subscribe.